em xin kính chào quý khách thính giả Kim Anh Đảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp lộc của chị Liễu. Đây chị lựa một mẫu kiềng. Đây là kiềng nữ trang 980 quý khách nha. Kiềng này là một lượng chạm hoa văn lên vành cổ rất là đẹp luôn. Đây. À, người đẹp ơi, cái cách mở là như gì nè chị đẹp nha, dặn ra. Cầm ở bên nó sẽ có một con lăn thôi, dặn ra. Nhấc nhẹ lên thôi nha, để ra sau vậy. Rồi chị lựa thêm một set vàng 18. Một cái dòng, đây là mẫu dòng thương hiệu ha. Dòng thương hiệu vừa móc máy vừa kết tấm. Một mẫu nhẫn rắn hai đầu nha. Quá xinh luôn á. Một mẫu nhẫn hột cao. Nhẫn hoa, đây nhẫn hoa này quá trời xinh luôn. Và một đôi bông tai, đây là mẫu thiết kế bên em đây, dạng tầng ten xuống rất là đẹp luôn. Tổng bộ 18 này của chị Liễu là một lượng hơn nha, gần lượng mốt. Mày đẹp ơi, đeo cái nào em đeo cho. Cái này để hợp hết à. Rồi em cảm ơn người đẹp nhiều nha. Chúc chị đi chơi lễ vui vẻ nha. Em gửi hóa đơn. Dạ em xin kính chào quý khách tình gia Kim Anh Thảo à. Sáng nay là em đón lộc của chị Vân. Đây quà tặng 20 tháng 10 đây. Chị lựa một bộ xi men nha, 17 vòng. Móc máy bản vuông, bản 4 ly rất là đẹp luôn. Trọng lượng bộ này của chị là một lượng 6 hơn ha, gần lượng 7. Móc máy cực kỳ đẹp luôn nha, bên em vừa đứng như tay luôn. Bản từ 2 ly tới 5 ly nha, ly từ 48 đến ly 64. Chị giá bộ này của chị là 62 triệu ha. Em cảm ơn chị Vân nhiều nha, chúc chị đi chơi lễ vui vẻ nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Chiều nay là em đón tiếp chị Quỳnh với anh. Hey, anh chị qua lựa, anh lựa một lắc nha. Lắc bản hàng rào, thẻ rồng ha. Bản rồng này quá đẹp luôn á. Form lắc này là... lắc này là một lượng 8. Móc máy rất là sáng luôn, bên trong là giác thêm tiền luôn. Quá hợp, rất là chắc. Này. Rồi anh lựa tặng chị lễ 20 tháng 10 đây. Một mẫu nguyên set bộ luôn. Hộp ngọc trai hồng nha, ánh hồng rất là cưng luôn. Set này là có vòng, có nhẫn, có bông tai. Đây là dạng ngọc trai ánh hồng quý khách ha. Và thêm cái mặt nữa. Tổng bộ này của anh chị là 2 lượng 6 hơn nha. Chị giá là 102 triệu 265 ngàn. Quá đẹp luôn. Rồi này em để hộp cho anh chị nha. Chúc anh chị đi lễ vui vẻ ha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Trưa nay là em đón tiếp chị Lý. Chị qua lựa một bộ xi men nha. Quá đẹp quý khách nè. Đây là xi men mẫu chữ vạn sự như ý. Đây, vạn sự như ý là mọi điều đều may mắn thanh thông quý khách hàng. Mình đeo với nhất là trang sức là cho nó đẹp nha. Thứ hai mình đeo về tài lộc may mắn luôn. Mấy anh chị đeo sản phẩm anh già em là có cái lộc may mắn lắm, làm ăn may mắn đắt lắm luôn. Đây bộ này của chị là 7.6 và một sợi dây. Dây oval nha, mặt túi tiền. Này túi thơm hình kim tiền luôn, quá đẹp. Tổng bộ này của chị là một lượng 4/5/7 ha. Chị giá là gần 45 triệu quý khách nha. Quá đẹp luôn. Cái này em để hộp cho chị nha. Cảm ơn chị Lý nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thảo ạ. Mấy anh chị ơi, hôm nay có chị Kim không chị nha? Ở Mỹ về đúng không chị? Dạ. Ở Mỹ về. Dạ. Chị ở Mỹ về cái thì em ủng hộ chị. Mua ủng hộ nè, dây chuyền của chị, ba cái vòng dây chuyền nha. Một cái vòng lắc tay luôn, với lại một cái dây cái mặt. Đây là chị lựa cái mặt thánh giá nè. Rất là dễ thương nha quý anh chị nha. Đó một vòng dây cong luôn. Lên một cái dây đúc đặc kèo luôn mấy chị. Vậy là dây đúc đặc kèo nha. Dây dây thần mấy chị ơi. Trọng lượng là phải hơn một lượng mấy chị. Rồi một cái dây cong mộng nam luôn. Đó trọng lượng là hơn 3 chỉ nha. Một cái lắc chân hàng mới về luôn. Dễ thương cực kỳ luôn mấy chị ơi. Rồi tổng biết là chị muốn ngồi là hơn 46 triệu nha quý anh chị nha. Cái này bảo hộ chị Kim nha. Cảm ơn chị nha. Chị coi bên tiệm em là coi Facebook là coi ở đâu? Biết từ Facebook không? Facebook. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Sáng nay là em đón lộc của anh Hùng. Đây anh Hùng qua lựa một cặp nhẫn quá đẹp luôn. Đây là vàng nữ trang 980 quý khách nha. Hai mẫu nhẫn công công 5D rất là sang luôn. Một chiếc là một lượng ha. Chiếc này là 6.5 chỉ. Ê, anh làm quà tặng 20 tháng 10 cho chị nhà nha. Hôm nay là Kim Anh Thảo em về ngập tràn mẫu mã nhiều ha. Em mời quý anh chị gần xa qua bên em sắm vàng đẹp để mình đeo đi chơi lễ nha. Quá đẹp luôn. Trị giá hai cái nhẫn này của anh là 98.964.000. Quá xinh luôn á. Cái này em để hộp cho mình nha. Dạ em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Chiều nay là em đón lộc của anh Ngọc. Đây anh Ngọc lựa tặng cho mẹ một cái lắc. Đây là mẫu lắc vàng nữ trang 980 quý khách ha. Lắc quá đẹp luôn, dạng 4.000 hoa móc máy nha. Form lắc này của anh là một lượng 2/6. Anh còn lựa thêm cho mình một sợi dây. Đây là mẫu dây khoan lực nha, giác bào quá đẹp luôn, đeo được hai mặt luôn quý khách nè. Dây này là gồm 1.5 lượng. Thì giá bộ này của anh là 117.300.000 nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn á.
Rồi em cảm ơn anh với cô nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách Thịnh Vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón lọc của anh Hùng. Đây, hôm nay lễ là anh qua mua tặng chị một sợi dây. Đây là mẫu dây vảy cá ha. Phơm dây này là hai lượng nè, rất là đẹp luôn, mắt máy cực kỳ sáng luôn. Mẫu này là em có một màu với hai màu nha, đây mẫu em đang đeo. Mẫu em đang đeo là hai màu, trọng lượng cũng hai lượng hơn quý khách ha. Rồi, anh lựa thêm cho chị một mẫu nhẫn kim tiền. Kim tiền này là vàng 18 nha. Và một vòng, đây là mẫu vòng huyền đen. Và một chiếc nhẫn vàng 4 số kim tiền, đây đúc luôn. Tổng bộ này của mình là 113 triệu, rất là đẹp luôn. Rồi cái này em để hộp cho anh Hùng nha, cảm ơn anh Hùng với gia đình mình nhiều ạ. Xin kính chào quý khách Thịnh Vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón lọc của chị Linh. Đây chị lựa một cái lắc quá đẹp luôn, lắc nút đặt khoen lực nha. Vàng đây là mẫu khoen lực sủng ha, trọng lượng cái lắc này của chị Linh là 3 lượng mốt hơn, quá đẹp luôn, mượn tay người yêu ơi. Đây, nhỏ nhưng mà rất là có vỏ khách nha, chất lượng luôn á. Chị giá cái lắc này của chị gần 120 triệu nha. Quá đẹp luôn, sang sình cho quý khách nè. Rồi em cảm ơn chị Linh nhiều nha, chúc chị Linh là bánh bánh thơm. Em xin kính chào quý khách Thịnh Vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp anh Diệu. Anh qua lựa một bộ trang sức tặng chị nha. Quá đẹp luôn. Đây là một set bộ vàng Italy 750. Này, đá Nam Phi màu xanh nha, rất là đẹp luôn. Chị đeo phong thủy tài lộc luôn nha. Anh quá khéo lựa luôn á. Bộ này của anh là 42 gram hơn, trị giá là gần 70 triệu quý khách ha. Đây, có tấm đá rất là đẹp luôn. Rồi cái này em để hộp cho anh nha, cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ anh xin kính chào quý khách Thịnh Vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Viên. Chị qua lựa một sợi dây sóng bướm quá đẹp luôn, đeo chung với mặt kim cương kết tấm này. Dây với mặt này là, dây này là 7 chỉ mặt 1 chỉ rưỡi nữa. Đây 8 chỉ rưỡi sợi dây và thêm một mặt cỏ bóng lá huyền đỏ. Mặt này là cỡ gần 5 phân quý khách nha. Cái này là chị để hộp hết đó chị. Để hộp cho chị nha. Rồi tổng bộ này của chị mình là 9 chỉ hơn ha. Em gửi hóa đơn của mặt chị nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách Thịnh Vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp anh Thiện. Anh qua lựa một bộ trang sức cưới nha. Đây một mẫu kiềng bản dẹp rất là đẹp luôn. Kiềng này là 3 chỉ ha, đi chung với cái vòng tay. Vòng tay chạm long phụng. Và một đôi hoa tai nha. Đôi hoa tai đây là mẫu toàn ten hoa mai. Trái tim nè. Quá thiệt cưng luôn á. Tổng bộ này của anh là 6 chỉ hơn ha, trị giá là gần 36 triệu. Rất là đẹp luôn, chạm long phụng rất đẹp. Nên em về đủ mẫu mã luôn nha, đủ ni tai luôn. Rồi, cái này em để hộp cho anh Thiện nha, cảm ơn anh Thiện nhiều ạ. Dạ em xin kính chào các Thịnh Vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Phương. Chị Phương lựa một cái lắc banh quá trời cưng luôn quý khách nè. Lắc banh thần tài ha, huyền đỏ nè, có chữ tài lộc luôn. Và một nhẫn kim tiền. Đây, quá đẹp luôn á. Cái này em đeo cho chị luôn nha. Quá xinh luôn, nhẫn này đeo ngón nào. Rồi người đẹp ơi, bộ này của chị là 26 triệu 900. Em xin kính chào quý khách Thịnh Vàng Kim Anh Thảo à. Sáng nay là em đón tiếp chị Quyên. Đây, chị Quyên với anh qua lựa. Anh lựa một mẫu nhẫn nam ý nha. Quá đẹp, kết tận tấm ha. Nhẫn này của anh là gần 10 gram. Đây chị, anh mua tặng chị một cái nhẫn kim tiền. Nhẫn kim tiền bản vàng nữ trang 980 quý khách ha. Nhẫn này là 3 chỉ hơn và thêm hai nhẫn tròn trơn nữa. Rồi tổng bộ này của anh chị là 4 triệu 500. Anh em để hộp cho anh chị nha, cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách Thịnh Vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp cô Linh. Hôm nay là cô con dâu qua lựa cho mẹ chồng đây. Lựa cho cô một cái mẫu vòng nha. Và một mẫu nhẫn. Đây hộp oval kết tấm rất là đẹp luôn. Đây là dạng lưới của khách ha. Vòng này là gần 5 chỉ và một mẫu nhẫn hộp cao. Cô đeo đá màu xanh nha. Con xin phép đeo cho cô nha. Dâu quá trời thương luôn. Rồi cô để tay bình thường đi con đeo cho. Rồi, vẫn là cô đeo ngón nào? Ngón giữa đi. Ngón giữa ha. Ngón giữa. Quá đẹp luôn. Bộ này của cô là 23 triệu 300 nha. Rồi con cảm ơn cô Linh nhiều ạ. Con gửi cô hóa đơn, chúc cô sức khỏe. Rồi cảm ơn con. Dạ em xin kính chào quý khách Tiệm Vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp với anh Thuận. Đây, anh Thuận qua lựa một mẫu lắc nha, mẫu lắc khoen lực đúc đặc luôn. Trọng lượng cái lắc này là 6 chỉ 2, trị giá là 23 triệu 610 ngàn nha, rất là đẹp luôn. Bên em về đủ trọng lượng luôn quý khách nha, em từ một chỉ mấy tới mười mấy lượng luôn. Cái này em để hộp cho mình nha, cảm ơn anh nhiều ạ. Hộp ra chị. Em cầm chị lên. Dạ em xin kính chào quý khách Tiệm Vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Duy.
chị qua lựa một lắc bi nha. Đây là mẫu lắc bi đều dạng Italy 750, dạng móng máy sò ha. Thêm một mẫu nhẫn lửa không cao nữa, kết tấm luôn. À, cái lắc này là 5.7g, cái nhẫn là 4.5g ha. Rất là đẹp luôn, sáng ánh luôn á. Nhẹ nhàng bộ này của chị là 15.389.000. Rồi anh em để hộp cho chị Nghi nha, cảm ơn chị Nghi nhiều. Dạ em xin kính chào quý khách tình nhàn Kim Minh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp chị Hương. Chị qua lựa một set bộ cỏ bốn lá luôn nha, quá trời xinh luôn á. Bộ này thanh mảnh mà rất là cưng luôn. Em về có màu, đây là màu xà cừ nha, xà cừ trắng với dây đơ bông lắc và nhẫn nữa. Khi mà bộ này là tầm có 3 triệu quý khách nha, tùy như tay khách hàng, trị giá là 13.400.000. Em có màu đen, màu đen nữa nha, quá đẹp luôn á. Set bộ này nhẹ nhàng, cảm ơn chị Hương nhiều ạ. Cái này em để hộp cho mình nha.